Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark One, lại là mình đây. Ngày vừa qua thì mình đã có một cái số mà unbox trên tay nhanh hai sản phẩm mới nhất đến từ Apple, đó chính là MacBook Pro M1 và MacBook Air M1. Ngày hôm nay thì mình sẽ đánh giá chi tiết cho các bạn chiếc MacBook Air 2020 chạy chip M1 này. Và mình nghĩ rằng năm nay MacBook Air không còn chỉ dành riêng cho dân văn phòng hay là học sinh sinh viên nữa đâu, mà nó còn dùng được cho rất nhiều đối tượng khác nữa. Ok, bắt đầu thôi. Đầu tiên là phần thiết kế thì chiếc máy này vẫn có một cái thiết kế y hệt những cái người tiền nhiệm trước, bởi vì nó rất là đẹp, sang trọng, tinh tế rồi và nó luôn là cái sự thu hút của rất nhiều người dùng quan tâm. MacBook Air M1 mới vẫn tuân thủ thiết kế với những đường nét đơn giản nhưng vô cùng sang trọng. Máy có độ mỏng nhẹ chỉ 1,29kg và các cạnh tràn viền khiến thiết kế trở nên đẹp và cao cấp hơn. Phiên bản này thì vẫn y hệt người tiền nhiệm trước, có đủ 3 màu sắc là vàng, bạc và xám. Với kích thước này thì nó có thể làm hài lòng với tất cả những ai có khó tính nhất với màn hình 13 inch, nhưng mà nó lại rất nhỏ gọn, có thể vừa bỏ bất cứ vào túi sách hay ba lô nào. Thứ hai là về phần màn hình và bàn phím, vẫn là màn hình 13 inch Retina quen thuộc cho hình ảnh sắc nét với độ phân giải cao, màu sắc trung thực. Bên cạnh đó thì màn hình tráng gương tràn viền khiến viền mỏng hơn giúp 50% so thế hệ trước đây, với cái độ phân giải là 2560x1600 với tỷ lệ khung hình là 16:10 và 227 PPI, giúp hình ảnh trở nên rõ nét, sống động hơn bao giờ hết. Ngoài ra thì công nghệ Chu Tông trên máy còn có thể tự động điều chỉnh cân bằng trắng giúp phù hợp hơn với nhiệt độ màu của ánh sáng xung quanh, mang đến không gian màu rộng hơn 25% so với sRGB. Một điểm đáng chú ý nữa ở trên màn hình của chiếc MacBook Air 2020 này, đó là màn hình nó được trang bị thêm cái giải màu P3 y như dòng MacBook Pro. Cái điều này thì tất cả những bạn nào mà làm phim ảnh thì rất là thích, bởi vì nó sẽ có thể cải thiện cái hình ảnh màu sắc của màn hình hơn nữa. Máy được trang bị bàn phím Magic Keyboard với cơ chế cắt kéo với bước phím chỉ 1mm. Có thể thấy là những năm gần đây Apple đã chính thức chốt hạ cái mẫu phím này là mẫu bàn phím cho tất cả các dòng sản phẩm MacBook, bởi vì nó thực sự gõ rất là êm tay khi mà chúng ta sử dụng trong thời gian dài. Và máy có phím ESC vật lý đồng thời với cụm mũi tên bố trí theo hình chữ T đảo ngược. Với thiết kế này thì sẽ mang lại cho người dùng trải nghiệm đánh máy một cách chính xác, êm ái và vô cùng thoải mái. Bên cạnh đó thì Touch ID được tích hợp vào MacBook Air mang đến cái độ bảo mật cao, an toàn tuyệt đối. Chỉ cần để một ngón tay nhẹ của các bạn lên cảm biến Touch ID này thì máy tính MacBook Air của bạn sẽ mở ra một khóa một cách dễ dàng, và sử dụng vân tay có thể truy cập vào các tài liệu, ghi chú, đồng thời thiết lập các hệ thống đã khóa. Bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể sử dụng Apple Pay để mua sắm hoặc là thanh toán trực tuyến. Tất cả những cái bước mà chúng ta nhập thông tin giao hàng cũng như là phần chi tiết thẻ của chúng ta thì sẽ được bảo mật tuyệt đối. Thứ ba là về cổng kết nối và thời lượng pin, tiếp tục vẫn là hai cổng Type-C quen thuộc cùng jack cắm tai nghe là 3.5mm. Cổng còn hỗ trợ USB 4 cho phép kết nối với nhiều thiết bị ngoại vi hơn, kể cả màn hình Apple Pro Display XDR có độ phân giải cao nhất là 6K. Và thời lượng pin thì wow, mình thực sự khẳng định với các bạn luôn, MacBook Air M1 này có một cái thời lượng pin rất ấn tượng. Ok, và mình có thể đưa ra cho các bạn một số cái con số cụ thể. Đó chính là khi mà mình sử dụng chiếc máy này ở ngoài quán cà phê, mình ngồi từ khoảng 9 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa, nó chỉ tụt có đâu đó khoảng 25% pin thôi. Thực sự là con chip M1 này nó tối ưu pin cực kỳ là tốt. So với thông số quảng cáo khoảng 18 tiếng thì mình nghĩ rằng chiếc máy này nếu mà các bạn chỉ cần lướt web thôi thì cũng có thể đạt đến khoảng 2 ngày sử dụng đấy. Còn nếu mà chúng ta sử dụng công việc là nặng hơn một chút thì có thể là trụ được hơn một ngày. Thứ năm là về phần đặc biệt nhất của năm nay, đó chính là hiệu năng. Con chip M1 này có 8 nhân CPU, 8 nhân GPU, bản cơ bản thì sẽ là 7 nhân, và nó tối ưu cực kỳ tốt cho những ứng dụng chạy trên máy. Với 10 ứng dụng mà mình khởi tạo trên máy thì nó hoạt động rất là trơn tru và mượt mà, máy không cần sử dụng tới quạt tản nhiệt, bởi vì năm nay máy đã được lược bỏ quạt tản nhiệt trên MacBook Air rồi, và nó có thể hoạt động chuyên sâu với những cái phần mềm như ảnh hay video. Mặc dù vậy nhưng con chip M1 này mới ra mắt nên là có thể một số cái phần mềm chuyên dụng nó vẫn chưa hỗ trợ tốt hoặc là chưa có thể cài đặt được, nhưng mà mình nghĩ đây là vấn đề thời gian thôi, dần dần mọi người cũng sẽ có cái cách để cài đặt những ứng dụng này trên con chip M1. Về mặt điểm số thì rất là bất ngờ, MacBook Air 2020 chạy chip M1 này nó còn có một cái thông số cao hơn cả MacBook Pro 16 inch Core i9. Các bạn có tin được không? Mình sẽ cho các bạn xem một số cái thông số ở sau đây. MacBook Air 2020 có điểm đơn nhân là 1687 và điểm đa nhân là 7433. Theo như benchmark thì cho thấy M1 có xung nhịp cơ bản là 3.2GHz. Và trong ứng dụng Final Cut mình có render video 10 phút, độ phân giải là 5K. Thì MacBook Air 2020 chạy chip M1 có kết quả là 6 phút 54 giây. Trong khi đó MacBook Pro 16 inch là 6 phút 1 giây. Con chip M1 này nó tối ưu tốt hơn cho ứng dụng Final Cut.
Với con chip Apple M1 này thì tất cả những ứng dụng văn phòng mà mình đã sử dụng thì mình thấy nó rất là bình thường, thậm chí là nó còn mượt mà hơn cả con chip Intel nữa. Vì vậy nên là những người dùng cơ bản, chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm để sử dụng con chip M1 này mà chúng ta không cần phải phân vân đắn đo gì giữa con chip M1 hay là con chip Intel. Ngoài ra thì mình có khởi tạo file Photoshop ở đây thì mình sử dụng một cách chuyên nghiệp nó vẫn là bình thường. Mình có thể khởi tạo cho các bạn xem. Và mình cũng có thể hoạt động bình thường hoàn toàn với lại camera RAW. Ngoài ra thì con chip M1 này có thể đáp ứng tốt cho chúng ta với nhu cầu chơi game để giải trí. Ví dụ như là mình ở đây mình có chơi một số game mà có sẵn ở trên App Store của Apple. Và ngoài những cái game cơ bản này ra thì máy còn đáp ứng được một số game nặng khác như là Dota 2. Mình sẽ khởi tạo chạy luôn cho mọi người xem nhé. Mọi người có thể thấy là trên màn hình mình chạy rất là nhiều ứng dụng nhưng con máy này nó vẫn rất là mượt mà, chứng tỏ con chip M1 này có một cái hiệu năng rất là đặc biệt. Như bạn có thể thấy trên màn hình là mình đã chơi game này nó rơi vào tầm khoảng gần 100 FPS. Đây là một con số rất là ấn tượng ở trên MacBook Air, bởi vì từ trước đến giờ chưa con MacBook Air nào có thể đáp ứng được một cái tốc độ khung hình cao như thế này. Và đến đây thì mình khẳng định chắc chắn với các bạn rằng MacBook Air 2020 chạy chip M1 này nó không đơn giản chỉ là chạy cho những người là dân văn phòng hay là sinh viên nữa, mà nó còn hỗ trợ tốt cho những ai mà có thể sử dụng phim ảnh hoặc là những cái hiệu năng cao hơn. Có thể nhiều bạn chưa biết là con MacBook Air 2020 đầu năm nay qua tản nhiệt của nó thì không được nối trực tiếp vào CPU bên trong, vậy nên cái vấn đề tản nhiệt của nó rất là kém. Và vậy Apple đã chính thức loại bỏ cái quạt tản nhiệt cho MacBook Air 2020 M1 này. Không nhầm đâu các bạn ạ, với con chip M1 mới này, Apple tự tin rằng với việc máy sẽ giữ một hiệu suất ổn định trong suốt quá trình sử dụng mà không cần đến quạt nữa. Bên cạnh đó thì máy chạy macOS Big Sur mới nhất, đúng như Apple quảng cáo về con chip mới nhất, rất đáng tiền cho các bạn. Ok, vừa rồi là mình đã đánh giá chi tiết cho các bạn chiếc MacBook Air 2020 chạy chip M1 mới nhất này. Hiện tại ở Mac One đang kinh doanh chiếc MacBook này với giá là 28.490.000 đồng ở thời điểm lên video. Và các bạn còn chần chừ gì nữa, hãy qua trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm ngay cho mình con chip mới nhất này của Apple nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.